Sáng ngày 16 tháng 6, tại trường bắn thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức kiểm tra nội dung bắn đạn thật súng tiểu liên AK-1 vào mục tiêu cố định ban ngày. Tới theo dõi và chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Tà Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó ban tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Lang Chánh năm 2022, cùng các đồng chí trong Ban tổ chức hội thao cấp huyện. Buổi kiểm tra bắn súng tiểu liên AK-71 là một trong những nội dung thi của Hội thao Trung đội Dân quân Cơ đồng huyện Lang Chánh năm 2022. Đợt kiểm tra lần này có 99 đồng chí là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Trung đội Dân quân Cơ đồng các xã thị trấn tham gia. Tham gia nội dung thi bắn súng tiểu liên AK-71 mỗi người trải qua 3 nội dung thi là 5 bắn, quy bắn, đứng bắn vào 3 mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 và được thực hiện trong thời gian 3 phút với tổng số đạn bắn của mỗi người là 9 viên. Kết quả đánh giá nội dung thi này đạt loại giỏi là 72 điểm trở lên, loại khá là 59 đến 71 điểm, trung bình là 45 đến 58 điểm và loại kém dưới 45 điểm thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên ak bài vào mục tiêu cố định ban ngày nhằm đánh giá chất lượng nội dung thi kỹ thuật bắn súng của trung đội trưởng tiểu đội trưởng trung đội dân quân cơ động các xã thị trấn từ đó rút ra những ưu khuyết điểm và kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung thi qua đó để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hành nâng cao trình độ bắn súng cho lực lượng dân quân cơ động nhất là những đồng chí được lựa chọn tham gia phần thi này, nội dung này tại Hội thao Trung đội Dân quân Cơ động tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Theo đánh giá của ban tổ chức, nội dung thi cho biết, qua quá trình kiểm tra, bảo đảm chặt chẽ, đánh giá thực chất và an toàn tuyệt đối, trong quá trình kiểm tra, 100% lực lượng tham gia đều bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng quy tắc, điều lệnh của bài bắn, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, mệnh lệnh của người chỉ huy bắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị khi kiểm tra.